là dữ liệu thu vô, nó thu vô từ phía bên phải của cái circle, là cái nơi có highlight cao nhất, vùng sáng cao nhất, rồi sau đó nó qua vùng thứ hai, vùng thứ ba, sáu vùng lận. Có nghĩa rằng là bạn sẽ có nhiều dữ liệu nhất ở vùng sáng, cho nên nếu bạn chụp cái hình nó hơi dư mà bạn muốn lấy lại dữ liệu á, bạn chỉ có việc Photoshop kéo Instagram nhẹ về phía bên bên trái, bên phải mà, thì mình kéo về bên trái thì chắc chắn bạn sẽ có đầy đủ dữ liệu hết. Xin chào các bạn. Hôm nay mình nói thêm một vấn đề về exposure. Exposure là cái từ chuyên môn, nhưng mà bạn hiểu exposure là sự liên kết giữa khẩu độ, tốc độ và ISO để cho ra một cái shot mà chúng ta hay gọi chữ là đúng sáng. Thì thực sự mà nói thì bạn nên chụp đúng ý đồ của mình hơn là gọi đúng sáng. Tại vì đúng sáng là đúng sáng, tức là đúng theo máy hình nó được lập trình, là máy hình sẽ làm việc theo trung bình sáng và đo sáng theo đó. Còn đúng theo ý đồ của mình có nghĩa rằng là nếu bạn chụp high key thì bạn chụp dư sáng, mà cái chữ dư sáng thì nghe rất là nguy hiểm. Dư có nghĩa rằng là dư thừa, có nghĩa là nghe có vẻ tiêu cực lắm. Còn nếu bạn chụp một cái hình silhouette, là chụp cái bóng đen, cái background, cái hậu cảnh nó đẹp á, thì cái đó gọi là chụp silhouette. Nhưng mà chúng ta hay dùng cái từ là exposure thiếu sáng, mà thiếu sáng nghe cũng tiêu cực, nghe chứ thiếu với dư là thiếu tiêu cực rồi. Cho nên đó là chúng ta nên expose cái hình nó là đúng theo cái ý đồ mà mình chụp. Ok, hôm nay nói thêm cái chuyện rất là phổ thông các bạn hay nói và tôi nghe rất là nhiều, và tôi phải cảnh giác các bạn các bạn làm theo là hậu quả ráng chịu. Có nghĩa là thế này. Các bạn nói rằng là nên chụp chụp thiếu sáng, chụp hơi tối tối, sau về nâng lên trong Photoshop, ok, thì cái đó không đúng tí nào hết trơn, không có đúng tí nào hết. Nếu mà nếu thôi nha, thực bảo nên, tôi vừa nói là nên chụp đúng theo ý đồ, nhưng vì với ảnh nhiều khi cũng không được như ý muốn đâu, nó xảy ra những cái hoàn cảnh mà tôi dùng cái chữ là tai nạn, lỡ mình chụp sai sao, lỡ sao, ví dụ như vậy. Thì bạn thấy một điều là khi chụp có sự kiện xảy ra thiếu sáng hay dư sáng, nếu bạn phải chọn á, không biết lý do gì tôi không biết, thì tôi sẵn sàng tôi chọn là dư sáng, tức là chụp hơi dư các bạn, hơi dư. Dư sáng tức là không phải là cháy sáng nha, dư sáng gọi là cháy sáng, cái sáng nó khác là chụp hư rồi. Tại sao dư sáng các bạn, là vì là trước khi làm thì bạn có thể lên trên Google, có nhiều người giải nghĩa rất là rõ vụ này, theo khoa học đàng hoàng, theo cái nó gọi là exposed to the right, dịch nôm na sang tiếng Việt của mình tức là tiêu chuẩn sáng về phía bên phải. Bạn sẽ thắc mắc bên phải cái gì? Bên phải của histogram, histogram bên phải mình. Lý do là vì tôi giải nghĩa đơn ngắn gọn thôi, bạn có thể Google bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Thì cái thuật ngữ expose to the right rất là phổ thông trong những ảnh digital, đặc biệt digital thôi nha. Phim có đúng là dữ liệu thu vô, nó thu vô từ phía bên phải của cái histogram, là cái nơi có highlight cao nhất, vùng sáng cao nhất, rồi sau đó nó qua vùng thứ hai, vùng thứ ba, sáu vùng lận, thì qua cái vùng thứ nhì nó sẽ tối điền nữa, rồi tối điền nữa, tối điền nữa, và kết thúc thì thôi, sáu vùng thì thôi. Có nghĩa rằng là bạn sẽ có nhiều dữ liệu nhất ở vùng sáng, cho nên nếu bạn chụp cái hình nó hơi dư mà bạn muốn lấy lại dữ liệu á, bạn chỉ có việc Photoshop kéo Instagram nhẹ về phía bên bên trái, bên phải mà, thì mình kéo về bên trái thì chắc chắn bạn sẽ có đầy đủ dữ liệu hết. Còn nếu bạn bên tối nhiều quá mà khi bạn tăng sáng á, thì có nhiều khả năng bạn sẽ bị noise, digital noise rất là nhiều. Cho nên là khi chụp high key á, tôi luôn luôn cố tình chụp đúng ngay từ đầu, ngay từ đầu. Nếu tôi chụp low key đó bạn, chụp shadow nhiều quá, thì để cho cái hình nó có chất lượng, mà nếu mà tôi dự định Photoshop á, có nhiều khả năng là tôi chụp hơi dư, để về nhà tôi kéo lại bên shadow sẽ mướt hơn, sẽ mềm mại, sẽ trong, sẽ chính xác, không có bị sai gì hết. Sơ đại khái ngày hôm nay là bạn Google cho tôi exposure to the right, rồi bạn sẽ được rất nhiều người giải nghĩa rõ ràng về vụ này. Cho nên chẳng ra chụp dư sáng chụp nhiều sáng hơn là ít sáng, dư thừa cái ghê quá. Ok, xin cảm ơn các bạn.